Chào mừng các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 27 tháng 12 trên kênh bình luận viên Mai Anh Tài. Ronaldo giành vua phá lưới năm 2023, hay MU trở thành vua ngược dòng ở ngoại hạng Anh, chính là những spotlight của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua việc Haaland được IFFHS vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. Không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những thông tin đầu tiên. Ronaldo giành vua phá lưới năm 2023. Cú đúp phạt đền trong trận Anas thắng Al-Ittihad 5-2 ở vòng 18 Saudi Pro League đã giúp Ronaldo chạm mốc 53 bàn trong năm nay. Ronaldo đã vượt qua thành tích của Harry Kane và Kylian Mbappe, hai cầu thủ đều ghi 52 bàn. Do Kane và Mbappe đều đã kết thúc lịch thi đấu trong năm 2023, tiền đạo người Bồ nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm. Erling Haaland với 50 bàn thắng còn khả năng bắt kịp với Ronaldo, nhưng tiền đạo người Na Uy đang gặp chấn thương và chưa chắc kịp bình phục để dự hai trận của Man City gặp Everton ngày 28 tháng 12 và trận đấu gặp Sheffield United ngày 30 tháng 12. Bên cạnh việc thiết lập kỷ lục, Ronaldo với việc giúp Anas đại thắng đã đưa đội nhà bay cao trên bảng xếp hạng, giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal còn 7 điểm. Trong khi đó Al Ittihad đang đứng thứ 6 với 28 điểm, kém Anas 15 điểm. MU trở thành vua ngược dòng tại ngoại hạng Anh. Chiến thắng không tưởng 3-2 trước Aston Villa rạng sáng nay không chỉ đưa MU trở lại vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng mà còn giúp họ xác lập cột mốc ông vua lội ngược dòng tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Theo tờ Opta, tính cả trận thắng Aston Villa, Quỷ đỏ đã thắng 14 trận tại giải Ngoại hạng Anh trong thế bị dẫn trước ít nhất 2 bàn, nhiều hơn ít nhất 5 trận so với bất cứ đối thủ nào ở giải đấu này. Ngoài cột mốc trên thì MU còn duy trì thành tích hiếm thấy trên sân nhà tại EPL nhân ngày lễ tặng quà. Cụ thể, Quỷ đỏ chưa bao giờ thua tại Old Trafford thuộc khuôn khổ Premier League trong ngày lễ tặng quà. Đánh bại đối thủ đang đạt phong độ cao Aston Villa theo kịch bản khó tin vào dịp Boxing Day năm nay, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã có món quà không thể tuyệt vời hơn dành cho người hâm mộ Quỷ đỏ. Haaland vượt mặt Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. Ngày 26 tháng 12, Erling Haaland chính thức được Liên đoàn bóng đá thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế IFFHS vinh danh là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023. Tiền đạo người Na Uy đã có mùa giải đầy ắp những danh hiệu trong báo của Man City khi vô địch Champions League, Premier League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu, FA Cup và luôn nằm trong bảng xếp hạng vua phá lưới của tất cả những giải đấu mà anh tham gia. Haaland đạt tổng cộng 209 điểm, vượt xa người thứ hai là Kylian Mbappe 105 điểm, cho đó Messi đứng thứ ba với 85 điểm. Đây là giải thưởng IFFHS đầu tiên dành cho Erling Haaland và cả đất nước Na Uy của anh. Một thành công rất lớn lao và xứng đáng. Mặt khác thì các đồng đội của Haaland tại Man City là Kevin De Bruyne và Rodri cũng góp mặt trong top 5. Inter Miami mất Messi 7 trận. Mùa 2024 chưa khởi tranh, nhưng Inter Miami gần như chắc chắn sẽ mất Messi ít nhất 7 trận. Theo lịch thì MLS 2024 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 2 năm 2024. Inter Miami sẽ đá trận đầu tiên gặp Real Salt Lake vào ngày 22 tháng 2. Cụ thể là El Pulga gần như chắc chắn vắng mặt ở 5 trận gặp Philadelphia Union, Columbus Crew, Nashville, Charlotte và Cincinnati từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7. Đây là thời điểm Messi bận dự Copa America 2024 cùng đội tuyển Argentina. Ngoài 5 trận kể trên, Messi còn có khả năng vắng mặt thêm 2 trận đấu nữa của Inter Miami vào tháng 3 năm 2024. Thời điểm đội tuyển Argentina đã giao hữu với hai đối thủ chưa xác định. Hai trận El Pulga có thể vắng mặt tại Inter Miami ở loạt trận quốc tế này là trước DC United ngày 17 tháng 3 và New York Red Bull ngày 24 tháng 3. Messi là ngôi sao số 1 của Inter Miami nên mất El Pulga là tổn thất lớn với đội bóng của huấn luyện viên Tata Martino. Đội bóng Mỹ vừa chốt kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải mới. Họ sẽ đá ít nhất 6 trận giao hữu trước thềm chiến dịch 2024, trong đó có 3 trận đấu đáng chú ý gặp Al Hilal, Anas và Newell's Old Boys. Jurgen Klopp chỉ trích trọng tài vì cướp bàn thắng của Liverpool. Chia sẻ với tờ Amazon Prime, huấn luyện viên Jurgen Klopp không hoàn toàn hài lòng với công tác trọng tài dù Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Burnley trong ngày lễ tặng quà vào đêm qua. Huấn luyện viên của Liverpool đã cho rằng các trọng tài đã phạm sai lầm khi không công nhận bàn thắng của Harvey Elliott. Đó là tình huống ngôi sao của U21 Anh tưởng rằng anh đã nhân đôi cách biệt cho Liverpool, nhưng phòng VAR cho rằng Mohamed Salah đã rơi vào thế việt vị khi cản tầm nhìn của thủ môn James Trafford. Klopp sau đó đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về tổ VAR. Chỉ có người chưa từng chơi bóng mới có thể làm được điều đó.
Chỉ họ mới có thể đưa ra quyết định việt vị này. Cuối cùng họ sẽ nói với chúng tôi rằng đó là việt vị. Sao cũng được, anh ta xem nó trong 5 phút. Thật điên rồ khi bạn thấy điều đấy. Thành thật mà nói, nó bắt đầu bằng việc kéo họ lại để cản tầm nhìn. Người đàn ông này của Tô Va chưa từng chơi bóng đá. Chốt thời điểm Haaland tái xuất Man City. Theo báo cáo từ The Corps Offside, chân sút người Na Uy Erling Haaland có khả năng sẽ tái xuất sân cỏ ở trận đấu giữa Man City và Everton. Chân sút người Na Uy ngồi ngoài 3 trận gần nhất trên sân nhà bởi chấn thương. Cựu sao của Borussia Dortmund không ra sân ở FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, theo tờ Manchester Evening News, Haaland có thể tái xuất ở sân cỏ ở trận đấu gặp Man City và Everton. Sự trở lại của Haaland vào lúc này rất cần thiết với đoàn quân của Pep Guardiola. Tuyển thủ Na Uy sẽ bổ sung hỏa lực đáng kể, giúp Man Xanh tự tin bám đuổi Liverpool và Arsenal trên bảng xếp hạng. Chấn thương Pepri diễn biến nặng, Barca lo sốt vó. Theo truyền thông xứ Catalan, chấn thương của Pepri vừa gặp phải nặng hơn Barcelona thông báo ban đầu về tình trạng của tiền vệ này. Sự nghiệp của Pepri những năm tháng gần đây bị gián đoạn vì chấn thương liên miên. Sau khi lỡ 12 trận đầu mùa này vì chấn thương, Pepri trở lại vào đầu tháng 11 vừa qua. Thế nhưng vận đen tiếp tục đeo bám, khiến Golden Boy 2021 lại chấn thương, qua đó bỏ lỡ trận thắng Almeria tại vòng 18 La Liga cuối tuần trước. Theo thông báo của Barcelona, Pepri bị đau nhẹ. Tuy nhiên, tờ Sport cho hay tình trạng của tiền vệ 21 tuổi nghiêm trọng hơn. Cụ thể, Pepri bị chấn thương cơ và chưa rõ ngày tái xuất. Đáng chú ý, theo tờ báo xứ Catalan này, đây là lần thứ 7 Pepri bị chấn thương cơ từ khi gia nhập Barca vào mùa hè 2020. Ở mùa đầu tiên chơi cho Blaugrana từ mùa 2020-2021, tuyển thủ người Tây Ban Nha không nghỉ trận nào vì chấn thương. Một trong những nguyên nhân khiến Pepri chấn thương liên miên là do anh cầy ải quá sức ở mùa giải 2020-2021. Ở chiến dịch này, tiền vệ 21 tuổi chơi 71 trận cho cả Barcelona, đội tuyển quốc gia và đội Olympic Tây Ban Nha. Kể từ sau mùa giải 2020-2021, sự nghiệp Pepri liên tục bị ngắt quãng vì các chấn thương. Đây là tổn thất lớn với cả Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Barca ra giá bán Christensen cho MU. Theo nguồn tin từ tờ Sport, đội bóng xứ Catalan đã đưa ra mức phí dự kiến nếu chia tay cựu trung vệ của Chelsea, với giá tối thiểu là 40 triệu euro cho thương vụ này. Andreas Christensen đến với Barca vào mùa hè 2022 sau khi hết hạn hợp đồng tại Chelsea. Trung vệ người Đan Mạch đã thể hiện sự uy tín của mình khi giúp The Blues giành chức vô địch Champions League. Anh hứa hẹn sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo để gia cố hàng thủ các khổng lồ xứ Catalan. Christensen nhận về sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn, có thể kể đến như là MU hay là Newcastle. Chính vì thế, Barca dự định sẽ tìm kiếm đối tác để thanh lý trung vệ 27 tuổi. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên Believe in Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu. Khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại Believe in Mai Anh Tài Discovery.